mừng anh chị quay lại với kênh của Long Coffee. Có rất nhiều anh chị hỏi em á là một ly cà phê rang xay nguyên chất như thế nào là ngon. Thì hôm nay em sẽ nói cái quan điểm của em về một ly cà phê rang xay ngon. Thì đây là cái quan điểm cá nhân của em nha anh chị. Thì đối với em, một ly cà phê rang xay ngon phải có được những cái yếu tố là đậm nè, đậm vị, đắng, thơm, có vị chua và ngọt. Thì ngọt ở đây có thể là ngọt của cái hậu cà phê hoặc là ngọt của đường. Thì đó là những cái yếu tố em nghĩ là phải có trong một ly cà phê thì mới được gọi là ngon. Thì làm sao để một cái ly cà phê có được tất cả những yếu tố đó? Thì chúng ta phải phối trộn những cái hạt cà phê lại với nhau. Thì đây ạ, phối trộn những cái loại hạt như trên bàn em đang có đây ạ. Phải phối trộn lại với nhau. Thì như anh chị đã biết á, là mỗi cái loại hạt nó sẽ có một cái vị riêng. Ví dụ đây là hạt Arabica nè, thì nó sẽ có vị chua. Chua. Khi chua mà khi chúng ta uống vào đầu lửa sẽ có vị chua thanh và hậu sẽ đắng. Nhưng mà ngược lại rất là thơm nha anh chị, mùi thơm rất là lôi cuốn và quyến rũ. Còn đây là hạt cu ly. Thì cu ly á, là sẽ có vị chát. Khi chúng ta uống vào sẽ có cái hậu hơi ngọt ngọt ở cổ. Đây ạ, đắng chát nha anh chị. Còn đây là dòng Robusta, Robusta của Lâm Đồng ạ. Thì nói về Robusta thì cũng có rất là nhiều loại Robusta khác nhau. Được trồng ở những vùng đất khác nhau thì sẽ cho lên những cái loại hạt Robusta khác nhau và cái vị của nó cũng sẽ khác nhau. Ngoài ra nữa thì cà phê chúng ta vẫn có thể cho thêm bơ hoặc là muối hoặc là rượu để tăng lên cái vị đậm đà cũng như là vị thơm của cà phê. Thì đó là vừa rồi là em nói một số cái tiêu chí để hình thành nên một cái ly cà phê rang xay ngon. Ngoài ra để có được những cái ly cà phê ngon thì chúng ta còn phải có những cái hạt cà phê ngon nè. Thì làm sao để có được những cái hạt cà phê ngon thì chúng ta bắt buộc phải thu thập những cái trái chín của cà phê là cái điều cơ bản đầu tiên. Tiếp đến đó là quá trình rang, làm sao để chúng ta rang ngon thì cái người rang cà phê cũng phải rất là tỉ mỉ về cái khâu mà rang ở nhiệt độ bao nhiêu, thời gian là bao nhiêu và khi nào thì cho với cái những cái hạt cà phê chín ra. Cái điều đó nó rất là quan trọng nha anh chị. Tại vì nếu chúng ta cho ra sớm quá, tức là cái hạt cà phê nó chưa có đủ độ chín đó, nó sẽ không có cái vị thơm tròn vị. Hoặc là nếu chúng ta rang ở nhiệt độ quá cao và cái thời gian quá lâu á thì nó sẽ bị khét, nó rất là đắng mà khét khó chịu lắm. Mà ngoài ra nữa thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nha anh chị. Thì đó là những cái yếu tố em nghĩ là góp phần lên làm một cái ly cà phê rang xay ngon. Thì vừa rồi là em đã chia sẻ cái quan điểm cá nhân của em để hình thành lên một cái ly cà phê rang xay ngon. Nếu như anh chị nào đồng quan điểm thì hãy like và share kênh giúp em nhé. Còn nếu như anh chị nào có những cái ý kiến thắc mắc khác thì anh chị có thể comment vào bên dưới ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.